Hello anh em nha, hôm nay nhận vài con màn hình thay cho vui nha. Con Oppo F7 này, con A3s này, và một con Oppo A53 nha. Bể màn luôn. Ok, tiến hành làm con nào trước nè. Làm hết 3 con trong sáng nay luôn. A53 trước đi.